Hello, xin chào mọi người. Rất vui được gặp lại mọi người trong video của Tâm Tử nha. Thì trong những cái video trước, Tâm có chia sẻ đến tất cả mọi người một cái bạch sạc, giống như là cái bộ sạc để chúng ta sạc bình ắc quy đơn giản nha mọi người. Thì cũng rất may là trong cái video Tâm chia sẻ về cái mạch sạc đó thì cũng được rất nhiều sự quan tâm của các anh em gần xa. Thì cũng có nhiều bình luận ha, những cái comment để hỏi cũng như là thắc mắc rất là nhiều về cái bộ sạc bình ắc quy 12V đơn giản nha mọi người ha. Thì trước tiên thì Tâm cảm ơn mọi người đã quan tâm cũng như là xem video của Tâm Tử nha. Cảm ơn sự đồng hành của tất cả mọi người. Thì hôm nay quay trở lại video này thì Tâm sẽ chia sẻ cũng là một cái mạch sạc ắc quy đơn giản. Thì cũng theo yêu cầu của các cái bình luận mà của mọi người quan tâm á mọi người. Thì hôm nay Tâm sẽ chia sẻ một cái mạch sạc ắc quy ha. Thì cái mạch sạc ắc quy đó là theo yêu cầu của các anh em, thì cái mạch sạc ắc quy đó Tâm sẽ chia sẻ cho các anh em là cái mạch này nó sẽ sạc được có 3 mức áp ra khác nhau, là chúng ta có thể sạc được cho 3 loại bình với 3 mức áp khác nhau mọi người ha. Ok, chúng ta vào vấn đề chính nha mọi người. Thì theo thắc mắc của một số anh em á, thì anh em hỏi Tâm á là anh em có vài cái bình ha, trong đó có những cái bình như là áp 6V, 12V và 24V. Thì yêu cầu của anh em là muốn làm một cái bộ sạc thì có thể sạc được đáp ứng yêu cầu ba cái loại bình đó ha mọi người ha. Thì hôm nay Tâm sẽ chia sẻ cái mạch đó là chúng ta sẽ sạc được ba loại bình. Thứ nhất là anh em có thể sạc được bình 6V nè, bình 12V và bình 24V trên cùng một cái bộ sạc đó luôn ha mọi người. Thì chúng ta sẽ làm một cái bộ sạc, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ chọn một cái bộ sạc nhưng mà nó có cái biến áp khá là lớn ha mọi người ha. Thì để nó đảm bảo cái dòng sạc cho nó ổn ha, thì chúng ta sạc nhiều loại bình, và nếu mà chúng ta chuyên để cho sạc thôi thì chúng ta nên chọn một cái biến áp khoảng tầm 15A đi ha anh em. Chúng ta nên chọn một cái biến áp khoảng tầm 15A để chúng ta làm bộ sạc luôn. Và tiếp theo nữa là chúng ta sẽ chọn diode nè, diode dòng cao ha. Và cái nữa là chúng ta không cần phải gắn tụ, tại vì chúng ta chỉ sạc để chỉ dùng cái bộ này để nạp nạp cho bình ắc quy thôi, thì chúng ta không cần phải gắn thêm tụ làm chi. Thì trước nhất là anh em chọn cái biến áp lớn nè ha. Mà giờ Tâm chọn trong cái video này thì Tâm sẽ nói mọi người sẽ chọn một cái biến áp là 15A, những con diode dòng cao ha. Dòng cao anh em muốn mua mấy con diode Liên Xô trong trong cửa hàng, chúng ta mua những con diode Liên Xô ngày xưa ha, loại diode lớn á, thì chúng ta mua đó để chúng ta xài. Chúng ta sẽ kết hợp thêm gắn thêm nhôm giải nhiệt ha, gắn thêm nhôm giải nhiệt, và chúng ta phải gắn quạt nữa, là cho cái bộ sạc chúng ta sạc thời gian lâu dài thì cái bộ sạc chúng ta nó sẽ không có bị quá nhiệt mà nó cháy ha mọi người ha. Cái thứ nhất thì bây giờ Tâm sẽ sơ lược lại một số cái mạch điện trước đây để cho các anh em, nếu mà trước thì chưa có theo dõi cái video, những cái video mà sạc trước á, có thể tiện theo dõi ha. Bây giờ Tâm sẽ sơ lược lại những cái mạch sạc lúc trước ha. Nào, bây giờ Tâm sẽ sơ lược lại những cái mạch sạc trước đây mà chúng ta đã từng làm quen, và Tâm đã từng chia sẻ những cái video trước đó ha. Thì trên tay Tâm đang cầm là những cái sơ đồ ha. Đây là cái sơ đồ mà Tâm đã vẽ lại, thì để tránh mất thời gian của mọi người thì Tâm đã vẽ sẵn cái sơ đồ như thế này luôn ha. Thì như mọi người nhìn đây là cái mạch sạc của nó nè ha, đây là sơ đồ mạch sạc ha, nó cũng rất đơn giản thôi. Thì trong cái video này Tâm sẽ không có gắn thêm tụ mọi người, ta chỉ gắn thứ nhất là giót nè. Thì đối với cái mạch này thì Tâm nắn một con giót thôi, nắn một con giót thôi, không nắn giót cầu ha. Thì mọi người nhìn nó rất đơn giản, thì chúng ta chọn cái biến áp ha. Thì mọi người nên chọn cái biến áp lớn lớn đi, nó ổn hơn là chúng ta chọn những biến áp nhỏ, nó sẽ nóng lắm ha. Thì
mà mọi người nên chọn biến áp từ 3A đến 15A ha. Thì chúng ta chuyên cho sạc, chỉ là chuyên cho sạc thôi, thì chúng ta chọn những cái biến áp khá lớn để nó làm cho cái thứ nhất là cái dòng sạc của chúng ta ổn định hơn, sạc bình nó mau đầy hơn, và cái biến áp nó sẽ ít có nóng hơn là những cái biến áp nhỏ hơn mọi người ha. Thì trong đây là chúng ta chọn từ 3A tới 5A ha. Thì cái điện áp vào là 220V ha, chỗ này không đến 220V. Thì cái điện áp ra là 0,12, thì chúng ta có thể chọn từ 12 cho tới 15V AC ha mọi người ha. Thì con diode nắng nguồn thì chúng ta chọn từ con diode khoảng 5A đổ lên ha. Chọn từ 5A đổ lên. Tức là con diode này ha. Thì cái tâm cũng nói lại để cho các anh em nào chưa biết luôn ha, tại cái chiều này là cái chiều này là chiều dương, chiều này là chiều âm của con diode ha mọi người. Thì đó nó sẽ quay dương gì ha, nắng chiều nó sẽ quay dương này, nó quay dương gì. Thì cái đây là cái que đỏ của cái bình ha, đây là cái que đen của cái bình ha. Thì nó chỉ đơn giản vậy thôi, hai cháu ra từ 0,12 nè hoặc 0,15. Thì bởi vì chúng ta chỉ làm sạc thôi, cho nên tâm là rút gọn lại các thứ hết, không có nói nhiều về cái những cái mức áp không mà liên quan. Tâm chỉ nói những cái áp từ 0,12 hoặc 0,15 thôi. Thì những áp đó chúng ta cần thiết để chúng ta sạc cho bình ắc quy ha mọi người. Thì cái chỗ này nè, chỗ này là con led nè ha. Con led, led này là led báo nguồn, led thường thôi. Chúng ta cứ ra tiệm chúng ta mua báo led, led thường là được, không không phải là led siêu sáng gì đâu à mọi người. Nó chỉ là một con led thường thôi. À con đó con điện chở 4,7 nè, là điện chở để cấp nguồn cho cái con led này, cũng là hạn dòng cho con led này chạy luôn em người. Thì khi mọi người gắn led vô cái mạch này thì mọi người lưu ý là nên gắn cái con điện chở 4,7 này vô đây ha. Thì nếu mà chúng ta không gắn điện chở 4,7, chúng ta gắn trực tiếp cái con led này vô đây là nó sẽ làm cháy cái con led cho chúng ta đứt ngay. Thì nó là led thường cho nên phải có hạn dòng chứ nó không phải những con led kia ha. Led kia thì chúng ta không cần điện chở, nhưng mà led này là chúng ta cần con điện chở này ha mọi người. Thì chúng ta mạch đơn giản chúng ta chỉ làm như thế, làm như thế. Thì đây đây là gâu đen, đây là gâu đỏ, chúng ta cứ kẹp cho bình thôi. Ở đây chúng ta không gắn thêm tụ ha. Thì cũng như Tâm đã nói từ đầu video thì chúng ta không gắn thêm tụ, lý do là cái mạch này chúng ta chỉ để chuyên cho sạc bình thôi, cho nên chúng ta không gắn thêm tụ làm gì. Khi nào các anh em có cần xài cho những chuyện khác chẳng như kẹp cho motor đồ chạy này kia thì chúng ta mới gắn thêm cái tụ vô chỗ này, tụ âm dương như đây ha. Nếu anh em nào chưa gõ thì có thể quay lại những cái video trước đó Tâm đã từng chia sẻ ha. Thì ở trong video này để tránh làm mất thời gian của anh em thì Tâm không có nói nhiều về vấn đề đó nữa, thì mình chưa đi thẳng vào vấn đề chính, mình nói vô vấn đề chính luôn ha mọi người. Thì đây là cái mạch sạc 12V nè. Thì nói chung là cái này là bắt đầu là Tâm chia sẻ nè, là chỉ sạc một con thôi, một con gió thôi ha. Thì những cái thông số Tâm đã ghi lên đây cho hết cho các anh em nè. Thì các anh em nào có cần thiết hay có cần sạc thì thích làm theo cách nắng một con diode thì anh em cứ làm theo cách này ha. Và một cách nữa là chúng ta có thể làm theo một cái cũng mạch sạc tương tự gì ha, nhưng mà chúng ta nắng bằng cầu diode. Thì thông qua cái video này Tâm sẽ sơ lược lại hết những cái trước đó mà chúng ta đã từng chia sẻ với nhau, để trước khi chúng ta bước vào cái mạch điện mà sạc được 3 mức áp như như các anh em mà comment yêu cầu tôi yêu cầu Tâm làm ha. Thì trước tiên Tâm sẽ sơ lược lên cái, thì mọi người cũng nếu mà đã biết rồi thì cũng chịu khó theo dõi ha. À, giờ mình bỏ qua cái này ha. Thì tiếp theo chúng ta sẽ vào một cái đây là cũng mạch sạc ha anh em. Đây cũng là một cái mạch sạc, mà mạch sạc nó là cũng lấy chúng ta sạc 12V nè. Ha. Thì cái áp chỗ này vẫn tương tự như cái thứ sơ đồ nãy ha, thì cũng vào là 0 220V 12V AC ra ha. Thì biến áp chúng ta sẽ chọn từ 5 cho đến 15A ha, chúng ta chọn lớn hơn chút xíu để cho cái dây động nó lớn. Cái này là chúng ta chỉ cần chọn riêng là cái áp 12V thôi ha, nghĩa là cái cuộn sơ cấp này chúng ta đối với cái 5A hoặc 15A này chúng ta quấn cho nó 10, chọn cái biến áp nó chỉ cái đường ra 12 hoặc 15V thôi, để chi nó cái khi mà chúng ta chọn chỉ có mức áp này thôi á thì cái tiết diện dây dẫn nó sẽ lớn hơn ha. Cái tiết diện dây dẫn dây động lớn hơn thì nó sẽ dòng nó sẽ ra cao hơn nha mọi người. Thì nó chúng ta sạc khi cái bình của chúng ta nó sẽ mau đầy và cái biến áp nó sẽ đỡ nóng hơn rất là nhiều ha. Thì sơ đồ ra nè, đây là Tâm vẽ hẳn một cái hình của cái con diode cầu luôn ha mọi người. Đây là Tâm vẽ hình dạng của cái con diode cầu trực tiếp luôn,
chứ không phải là Tâm vẽ cái sơ đồ của nữa. Tao dịch trong cái video này Tâm không vẽ cụ thể cái sơ đồ nữa, vậy cái sơ đồ của cái cầu gió thì Tâm đã chia sẻ từ những clip trước rồi ha, anh em có thể quay quay lại xem cũng được ha. Thì trong cái này Tâm vẽ thực tế một cái con gió luôn nè ha, thì con gió nó hình vuông vuông mà hình chữ nhật như cho mọi người ha. Cái đầu khuyết trên này là ha, nó có cái đầu khuyết, nếu chúng ta nhìn nhiều thì cho nó dễ nè đó. Thì gió cầu nó sẽ như thế này, hình chữ nhật ha, đầu này nó có khuyết dưới này, thì cái đầu khuyết ngay chỗ này là đầu cộng ha, đầu bên tay phải chúng ta bìa cùng bên ngoài là bên trừ ha, còn hai cái giữa nè là điện thế xoay chiều vô. Thì điện thế xoay chiều vô chúng ta sẽ lấy ngay cái từ cuộn biến áp của chúng ta ra nè ha, điện áp này là điện áp trong cái cuộn biến áp chúng đưa đây ra là từ 0 tới 12 hoặc 0 15 mọi người. Thì hai dây đó mọi người cứ câu câu vô mỗi bên một một chấu, mỗi bên một bên thôi ha, và hai cái chấu giữa chúng ta cứ hàn vô hai chấu giữa của cái đứa cầu ha, thì nó cũng từ 5 cho đến 15 ampere ha. Nói chung là cái con vớt này càng lớn thì chúng ta sẽ càng ok mọi người ha, thì nói chung càng lớn là càng ok. Tiếp theo là chân này chân bìa là trừ cái này chân rộng nữa ha, thì đầu vào đầu ra bên đây nó vẫn là AC nhưng mà bên đây nó sẽ là qua DC mọi người ha. Thì tao quay lại ha, thì đây điện áp cộng nó ra que đỏ nè, thì nắp trừ nó ra que đen cho bình đó mọi người. Thì thứ nhất là chúng ta nên chọn cái vót cầu lớn, rồi cái dây ra kẹp cũng vậy, cái dây ra kẹp bình này cũng vậy ha. Dây đỏ dây đen này chúng ta nên chọn cái dây có cái tiết diện dây dẫn nó lớn ha mọi người, nghĩa là nó cụ thể là cái ruột dây á, cái ruột dây đồng ở trong cái dây đó, cái lỗi dây á là nó lớn, càng lớn thì nó chúng ta sạc nó càng ổn hơn, dây nó ít nóng mà sạc nó ít cái nóng dây hơn em mọi người ha, dây nó sạc sẽ ổn hơn. Thì đây cũng tương tự thôi, đây có một con điện trở 4,7 và một con led thường đây, nó mắc giữa hai cái chấu đó cộng trừ này để led này để anh báo nguồn cho chúng ta thôi, thì nó cũng vẫn tương tự như cái nạp sạc mà chúng ta sạc mà chúng ta nắn một con vớt như cái ban đầu này ha, cũng giống như cái vớt vớt này thôi, nhưng mà anh này là anh nắn 4 con. Ok mọi người ha, thì nó cũng tương tự chẳng có gì khác, chỉ là khác cái chỗ là chúng ta cái mạch đầu là chúng ta nắn 1 con, mình này chúng ta nắn 4 con. Thì Tâm cũng muốn chia sẻ đến tất cả anh em nào mà thích nghiên cứu thì chúng ta biết một vài cách để chúng ta làm ha. Anh em thích nắn 1 con cũng nắn 1 con được, còn anh em thích nắn cầu 4 vớt anh em cứ làm theo cách này. Đây thì cũng vậy thôi, chúng ta cứ mua miếng nhôm giải nhiệt cho lớn, chúng ta bắt cái miếng nhôm giải nhiệt cho cái con vớt cái cầu này ha, để cho nó giải nhiệt tốt, chúng ta có thể cẩn thận gắn quạt thì cũng được. Thì đây đỏ đen nó cũng giống vậy không gì khác ha. Thì tới đây chúng ta qua cái phần này luôn ha mọi người ha. Và bây giờ mới là vấn đề chính là các anh em thắc mắc là cái vấn đề mà sạc một cái mạch mà chúng ta sạc được 3 mức áp ha mọi người, chúng ta sạc được 3 mức áp, thì chúng ta sạc được 3 mức áp nghĩa là sạc được 6V à, 12V, 24V. Thì để làm được chuyện đó thì thứ nhất anh em nên chọn một cái miếng áp, là nói chung là nên chọn càng lớn càng tốt ha. Thì miếng áp khuyến nghị là chúng ta nên chọn từ 15A đi ha mọi người, 15A. Thì cái đầu vô của nó cũng vẫn là 0 đến 2 220V thôi, thì cái đầu ra của nó sẽ anh em muốn sạc được 3 mức áp nè, đúng chưa? Thì anh em phải chọn cái đầu ra này nó có 3 mức áp như chúng ta mong muốn. Lý do anh em muốn chọn từ 6, 12, 24V nè ha. Thì đây 6, 12, 24V. Nghĩa là cái đầu thứ cấp sơ cấp vô, thứ cấp ra nó phải có 4 chấu tương ứng với 0V là chân trung nè, tới 6V, 12V, 24V là tổng cộng chúng ta có 4 cái chấu để chúng ta hàn. Thì cái sơ đồ nó như vậy ha. Cái này là đầu ra thì nó có 0, 6, 12, 24. Thì cái chấu 0 rồi nè ha. Đối với cái mạch này Tâm chỉ nắn một con vớt thôi. Nắn một con vớt một thôi cho đơn giản anh em. Thì con vớt này anh em cứ chọn những con vớt liên xô mà vớt nắn nguồn loại lớn cho Tâm là ok nhất ha. Thì 0V nè tới 24V. Thì cái 0V này chúng ta làm lấy làm chân trung ha. Thì chân 0V này chúng ta lấy làm chân trung, tức là lấy cái chân chân không này chúng ta đưa ra cái que que đen của cặp bình luôn ha. Que đen của chúng ta, cái kẹp bình của chúng ta thì có đỏ với đen, thì anh em cứ lấy cái dây que đen này là chúng ta được một một que là que đen, ok, hàng như đây trực tiếp đây được một que đen ha, là xong. Còn cái chỗ này, chỗ này chỗ Tâm vẽ này, chỗ này cho nói rõ vấn đề chỗ này chút xíu ha mọi người. Cái chấm này và mấy cái chấm đường đường điện đứt này đây, thì anh em mà nó biết là chúng ta trước anh tốt chúng ta có xài một cái gọi là chúng ta xài cái bình trực điện đó anh em, chúng ta có những cái núm chúng ta dặn lên đó ha, giống như cái núm chúng ta dặn lên những cái mức đó ha, hay là chúng ta xài trong những cái quạt ha, quạt thì chúng ta có những bẻ bẻ từng đất từng đất từng số đó
thì chúng ta sẽ mua cái hộp mình gọi nó là cái hộp số đi, mà cụ thể là cái công tắc mà chúng ta có thể dặn được những vị trí khác nhau ha. Thì cái công tắc đó chúng ta sẽ có một cái chân chung ở giữa nè mọi người ha. Thì chân chung ở giữa nè, chân chung ở giữa chúng ta sẽ hàn con vót đi vô ha, đầu này đầu cộng đầu này trừ. Thì khi chúng ta có cái công tắc đó rồi thì lấy cái chân chung đó ha, thì cái công tắc này chúng ta có thể xây được theo chiều lên trên hoặc xuống dưới được. Để làm chi? Để chúng ta đổi áp nè, từ 6 tới 12 tới 24V tương tự. Ví dụ lần đầu tiên chúng ta dạng lên 6 ha, chúng ta dạng lên 6 thì cái chân 6V này nè nó sẽ nối vô đây và nó không nối vô 12 hoặc 24. Hai anh em dạng vô đây thì bây giờ nó nối vô 6V nè, nghĩa là cái đường 6V nó chạy tới đây vô chân chung, nó qua con vót này nắng, nó nắng cho chúng ta thì nó sẽ nắng. Hiện tại bây giờ chúng ta bẻ lên 6V thì chúng ta sẽ sạc cho cái bình 6V, chúng ta sẽ sạc cho cái bình 6V anh em. Thì đây là lần thứ nhất, nếu mà anh em muốn sạc cái bình 6V, đây là chân chung, bẻ cái núm lên 6V, sạc bình 6V ha. Khi mà chúng ta muốn sạc bình 12 thì chúng ta sẽ bẻ cái núm này xuống đây. Thì hiện tại bây giờ nó sẽ nối vào cái chấu 12V, thì chúng ta sẽ đem đi sạc bình 12V ha mọi người. Tiếp theo là chúng ta muốn sạc 24 thì chúng ta sẽ dặn 24V xuống đây ha, xuống đây luôn. Thì chúng ta sạc 24 thôi, nghĩa là đối với cái chia sẻ này của Tâm á, bình chúng ta sạc được 3 mức áp, nhưng mà sạc mỗi lần mỗi riêng. Đây là Tâm nói rõ chỗ này một cái là chúng ta sẽ sạc đầu tiên một loại bình, một mức áp ha. Ví dụ như giờ anh em muốn sạc 12V thì anh em dặn lên 12, anh em sạc cái bình 12V nó thôi, một riêng mình riêng cái bình 12V nó thôi ha. Thứ hai nữa là khi mà chúng ta muốn sạc bình 6 thì chúng ta bẻ lên 6, sạc riêng bình cái 16V nó thôi. Còn 24 thì cũng tương tự, nghĩa là chúng ta sạc được 3 mức áp riêng biệt, nhưng mà sạc mỗi lần một mức áp, chứ không phải là chúng ta sạc một lần một ba cái bình mà ba mức áp riêng biệt anh em. Cái này là Tâm chia sẻ nó giới hạn ở cái tầm đó. Tại sao lại giới hạn cái tầm đó anh chị? Giới hạn cái tầm đó tại vì chúng ta xài cái miếng áp này nó nhỏ nè ha, miếng áp này nhỏ thì chúng ta sẽ sạc từng từng cái mức một, không sạc một lần ba mức. Vậy thì anh em đặt vấn đề, giờ anh em hỏi là tôi muốn sạc một lần ba mức được không, thì trả lời anh em là được ha. Thì để làm được cái chuyện đó thì anh em cứ làm thêm, đây là một con vót chứ gì đúng không. Nếu mà anh em muốn sạc ba lần một lượt thì anh em không cần xài cái này nữa. Thì trên đây Tâm sẽ nói rõ vấn đề này luôn, để anh em nào có thắc mắc thì chúng ta biết luôn ha. Thì bây giờ đối với cái mạch này Tâm hạn chế chúng ta sạc một mức áp cho một lần, để làm chi? Để chúng ta có cái biến áp của chúng ta nó xài được lâu bền và không bị cháy ha. Còn bây giờ nếu chúng ta muốn sạc một lần một ba mức áp vẫn được, 6V, 12V, 24 muốn sạc một lần vẫn được, thì khi đó chúng ta sẽ làm như thế nào? Chân không vô này dây đen anh em vẫn để giữ nguyên ha. Thì chỗ này một con vót, anh em sẽ lấy thêm hai con vót nữa là chúng ta được ba con vót. Thì mỗi con vót đó chúng ta thiết kế trên một cái đường này. Ví dụ như cái đường một con vót này chúng ta cho đường 6V là một đường. Tiếp theo 12V là một con vót riêng nữa là một đường. Tiếp theo 24V một con vót riêng nữa là một đường. Thì khi đó anh em sẽ không xài công tắc này nữa. Đó là cái lưu tâm thứ nhất ha. Chân không vẫn là chung, vẫn quay đen không thay đổi. Bây giờ chúng ta sẽ có ba cái dây đỏ đúng chưa? Nếu anh em muốn làm như thế là anh em phải có ba cái dây đỏ riêng. Thì ba dây đỏ là anh em cứ đánh dấu cái số volt theo anh em mong muốn. Tại vì trong những cái lần comment trước có một số anh em vẫn hỏi Tâm cái vấn đề chỗ này. Thì hôm nay Tâm sẽ làm rõ vấn đề này luôn, nói rõ cho anh em vấn đề là nếu anh em muốn làm thì anh em phải làm như thế này. Tại vì cái này Tâm á là chỉ sạc một một mức nè. Bây giờ anh em muốn làm ba mức một lượt luôn thì anh em phải làm như cách đó. Thì Tâm chia sẻ cho anh em luôn, anh em làm theo cách đó. Ba con vót, mỗi con vót tách riêng biệt ra. Lúc đó chúng ta sẽ không xài cái công tắc đổi 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 áp này nữa. Mà chúng ta sẽ hàn trực tiếp 3 dây, mỗi dây một con vót, một con vót riêng biệt ha. Chúng ta cứ hàn một con vót riêng biệt, chúng ta sẽ đưa vô nhôm giải nhiệt các cái, chúng ta hàn vô đó làm riêng biệt hết các cái.
Bây giờ con vớt này đường 6, con vớt một con vớt khác có đường 12, một con vớt khác đường 24. Ba con vớt đó chúng ta bắt vô nhôm giải nhiệt. Cách nhiệt, giải nhiệt cho tốt, quạt cho tốt ha. Thì nó sẽ ok. Đó là vấn đề thứ nhất về sạc ba mức áp một lượt. Cái que này dẫn chung thôi. Còn những cái này mỗi riêng thì anh em cứ chia mát. Đường mát chung thì anh em cứ chia mát ra mỗi cái bình một cái mát riêng. Ha, từ mát này anh em chia ra cho bình. À, từ cái chân mát này anh em cứ chia cho, ví dụ anh em sạc ba cái bình một được là 6 12 4 thì anh em mới chân câu chân mát này vô ba cái chân mát của bình này cho đông. À, vô đây, vô đây, vô đây. Ok chưa? Thì chỗ này mỗi đường là có một con vớt nè. Con vớt này có 6V thì tâm kẹp vô chân dương của 6. 12V thì con vớt chân dương của 12 tâm sẽ kẹp vô chân dương của 12. Chân 24, con vớt kia tâm sẽ kẹp vô chân dương của 24. Lúc đó chúng ta sẽ sạc ba bình cùng một lúc trên một cái biến áp này. Đó là lưu tâm thứ nhất là chúng ta sẽ làm được cái chuyện đó để chúng ta sạc riêng biệt từng cái. Còn sạc từng cái thì cái mạch thì tâm đã chia sẻ rồi. Là cái lưu tâm thứ nhất. Cái lưu tâm thứ hai nữa, khi mà anh em muốn sạc kiểu này một lượt ba cái bình, tất nhiên là anh em biết là khi mà anh em sạc ba cái bình đồng thời một lúc như thế này là cái dòng sạc nó lên rất là cao. Thì khi cái dòng sạc nó lên cao nó sẽ dồn vào cái biến áp này chúng ta ha. Cái dòng sạc bình nó sẽ dồn về biến áp chúng ta. Nếu mà biến áp chúng ta dòng thấp thì sao, nó rất nóng và nó dẫn đến nó cháy cái biến áp của chúng ta. Đó là điều tất nhiên và chắc chắn là điều đó nó sẽ xảy ra. Cho nên nếu anh em thích là một lần ba cái như thế này thì anh em phải nâng cấp cái biến áp mình lên, không phải là 15 nữa, là 30 ampe hay là dài 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 cả trăm ampe ví dụ. Thì chúng ta sẽ tùy cái chúng ta yêu cầu, chúng ta muốn làm công việc của chúng ta muốn như thế nào thì chúng ta phải nâng cấp lên, nó phải lên theo anh em. Sạc ba cái một, khi mà chúng ta sạc ba cái cùng một lúc thì đòi hỏi cái dòng của cái ampe này, của cái biến áp này nó sẽ tăng cao lên ha. Thì nó sẽ tăng cao lên để đáp ứng nổi cái dòng mà sạc cho chúng ta sạc ba cái cùng một lúc. Chứ nếu mà chúng ta sạc ba cái cùng một lúc mà cái biến áp chúng ta nhỏ, ví dụ 3 ampe 5 ampe thì bảo đảm anh em nó sẽ cháy ngay. Dù cái áp ga nó vẫn đáp ứng cho anh em đủ là từ 6, 12, 24V vẫn đủ. Nhưng mà cái dòng nó rất là thấp mà chúng ta nạp ba cái cùng một lúc là nó sẽ cháy căn khô chúng ta ngay, cái biến áp chúng ta nó sẽ cháy lên khói ngay. Thì để khắc phục tình trạng đó như Tâm đã nói thì anh em phải nâng cấp cái biến áp này lên nha. Anh em nâng cấp lên. Nâng cấp biến áp lên, cái ampe nó càng cao càng tốt ha. Còn là 30 ampe chẳng hạn. Đó là cái trường hợp mà chúng ta phòng hờ nếu mà chúng ta muốn sạc một lượt mà ba cái bình như thế. Còn như trường hợp anh em sạc một bình thì anh em cứ xài khoảng 15 A là được rồi ha. Ok, bây giờ chúng ta kết thúc vấn đề ở đây anh em ạ. Thì thông qua cái video này Tâm cũng làm rõ hết những cái vấn đề mà anh em quan tâm về cái vấn đề mà thắc mắc ha. Anh em có hỏi rất là nhiều về cái vấn đề này nhưng mà Tâm không có thời gian để mà Tâm giải đáp hết cho anh em. Hôm nay Tâm làm video này ha, chia sẻ hết luôn anh em, thì sẽ hết luôn. Thì anh em cứ tham khảo mà làm ha. Thì Tâm kết thúc video ở đây nha. Cảm ơn anh em, cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu của mình theo dõi video của Tâm Tử nha. Thì Tâm xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo và gần đây nhất của Tâm Tử nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye mọi người nha.